Tiếp tục đồng hành cùng quý khán giả trong chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, Tấn Phước và Anh Thơ xin được gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe, thành công nhân dịp đầu năm mới dương lịch 2024. Và như thường lệ, chương trình hôm nay sẽ chuyển đến quý khán giả những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Trước khi đến với nội dung chi tiết, chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình sáng nay. Dịp Tết dương lịch, du khách xếp hàng dài chờ lên đỉnh Phan Xi Păng. Thành phố Nha Trang cũng thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Nông dân Phú Yên kỳ vọng vào vụ quà Tết. Camera 24 giờ, nguy cơ từ xe chở hàng cồng kềnh trên đường. Chọn mua hoa kiển về trang trí, mang không khí Tết sớm về nhà. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Tối qua, hàng ngàn người dân đã đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh. Tại Hà Nội, dù thành phố không bắn pháo hoa, hàng ngàn người vẫn đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm để đón chào năm mới 2024. Nhiều chương trình giải trí được tổ chức để chào đón năm mới. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tuy trước đó có mưa lớn tại một số khu vực, nhưng về tối thời tiết ở thành phố ổn định, mát mẻ, trời không mưa, gió nhẹ, nên người dân đổ về trung tâm chờ xem pháo hoa mừng năm mới. Ai cũng tranh thủ có mặt sớm để chọn cho mình vị trí đẹp nhất. Dòng người đổ về khu vực trung tâm để xem chương trình countdown, pháo hoa ngày càng đông, tạo ra bầu không khí náo nhiệt trước giao thừa. Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút. Và không chỉ có các hoạt động chào đón năm mới, mà Tết dương lịch năm nay thì du lịch nội đô của thành phố Hồ Chí Minh cũng khá nhộn nhịp nhờ những hoạt động đặc sắc được tổ chức. Nhiều điểm tham quan thu hút đông du khách, một trong số đó đó là tòa nhà trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố. Và trong ngày cuối cùng của năm 2023, điểm tham quan này đã đón hơn 1.000 lượt khách tham quan, tiếp tục là điểm đến được ưa thích của du khách khi tới thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai ngày cuối cùng của năm 2023, tour tham quan trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa không nghỉ trưa và tăng thêm 60 phút vào buổi chiều để phục vụ khoảng 2.500 khách tham quan. Đây là số lượng khách nhiều nhất trong các chương trình tham quan kể từ khi nơi này mở cửa đón khách. Sau khi thí điểm đón khách tham quan thành công vào dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 của năm qua, du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã mạnh dạn triển khai thành chương trình đón khách tham quan định kỳ như một sản phẩm du lịch nội đô độc đáo của thành phố. Qua 8 đợt mở cửa, đã có gần 11.000 khách vào tham quan trụ sở. Du khách đã bày tỏ sự ấn tượng với kiến trúc cổ kính được duy tu, bảo trì rất tốt của các công trình này. Và tour tham quan này cũng được giới chuyên môn và du khách bình chọn là một trong 100 điều thú vị của thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023. Và thời tiết thuận lợi nên cũng trong dịp Tết dương lịch này, hàng chục ngàn du khách đã đổ về Sapa, tỉnh Lào Cai, khiến đỉnh Phan Xi Păng kín khách xếp hàng. Nhiều người phải chờ đến 2 cho đến 3 tiếng đồng hồ. Đại diện khu du lịch Sun World Phan Xi Păng Legend cho biết, ngày đầu kỳ nghỉ Tết dương lịch, hàng ngàn lượt khách đã tới Phan Xi Păng, cao gấp 2,5 lần so với ngày trong tuần qua. Dự kiến những ngày tiếp theo, lượng khách sẽ tăng gấp nhiều lần ngày thường. Theo Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sapa, nơi đây dự kiến đón khoảng 30.000 khách du lịch mỗi ngày trong kỳ nghỉ Tết dương lịch. Ngoài vé cáp treo lên đỉnh Phan Xi Păng, một số chương trình tham quan tại Sapa được khách đặt nhiều trong dịp này. Có thể kể đến hoạt động săn mây ở các quán cà phê, khu du lịch, vé đi cầu kính, khám phá xã Hồ Thào, bản Cát Cát, vân vân. Nhiệt độ tại Sapa thời điểm này vào khoảng 15 cho đến 17 độ C, trời nắng đẹp nên nhiều du khách cho biết không uổng công xếp hàng chờ. Thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa cũng là địa điểm thu hút đông đảo du khách đến tham quan và mua sắm. Ngoài du khách trong nước, thành phố biển xinh đẹp này còn đón lượng lớn khách quốc tế từ tàu du lịch biển trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết dương lịch. Theo các doanh nghiệp lữ hành thì lượng khách đến Nha Trang trong kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay cao hơn năm ngoái, ghi nhận tại các điểm tham quan như bến tàu du lịch, danh thắng Hòn Chồng, Tháp Bà Bô Na Ga, viện Hải Dương Học, lượng khách đông hơn so với dịp cuối tuần bình thường. Đối với tour biển đảo, trong ngày 31 tháng 12 có hơn 4.100 khách tham quan trong vịnh Nha Trang, với các điểm đến như khu du lịch Bãi Tranh, vịnh San Hô, Bãi Mini. Tương tự ở phía bắc Nha Trang, tour đảo Khỉ, đảo Qua Lan cũng phục vụ khá đông du khách. Cùng ngày, thì tàu du lịch cao cấp chở 2.000 khách quốc tế đã cập cảng Nha Trang.
Theo thông tin từ cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, dự kiến trong đợt Tết dương lịch này sẽ có 313 lượt chuyến bay cất và hạ cánh với khoảng 51.000 hành khách. Trong hôm qua, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cũng đã đón hai siêu du thuyền chở hơn 3.700 khách quốc tế cùng hơn 1.500 thủy thủ cập bến để đón giao thừa và du lịch trong dịp đầu năm mới. Theo đó, du thuyền mang cờ Bồ Đào Nha chở 711 khách, chủ yếu đến từ Đức, cùng thủy thủ đoàn cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Lịch trình của du thuyền dự kiến đi thành phố Hà Nội trải nghiệm phố cổ và ẩm thực, tham quan đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng trước khi trở lại trải nghiệm tại vịnh Hạ Long. Du thuyền thứ hai cập cảng mang quốc tịch Malta, chở theo hơn 3.000 khách đến từ nhiều quốc gia và hơn 1.100 thành viên thủy thủ đoàn. Hành khách trên du thuyền sẽ thực hiện city tour quanh Hạ Long, tham quan vịnh, trải nghiệm thủy phi cơ, tàu ngủ đêm trên vịnh Hạ Long, sau đó tham quan Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, càng gần đến Tết Nguyên Đán thì mặt hàng thịt heo càng được nhiều người quan tâm. Ghi nhận trong hôm qua, giá heo hơi trung bình quanh mức 50.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục dao động trong khoảng từ 50 đến 51.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá heo hơi không ghi nhận sự biến động mới, dao động trong khoảng từ 48 đến 50.000 đồng một ký. Còn tại khu vực phía Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng 49 đến 52.000 đồng một ký. Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết các địa phương đã có sự chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cuối năm và dịp Tết 2024. Trên thực tế, nguồn hàng phục vụ dịp Tết rất dồi dào, không chỉ về số lượng mà còn phong phú về chủng loại. Trong năm nay, sức mua của người tiêu dùng đối với sản phẩm có nguồn gốc nội địa ngày càng tăng cao, có hơn 90% người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt. Và bên cạnh nhu yếu phẩm hay là bánh mứt thì cây cảnh cũng là một mặt hàng được tiêu thụ mạnh trong dịp Tết, đặc biệt là với những sản phẩm độc đáo thì càng được ưa chuộng hơn. Như là vườn quốc ghép cần thăng của nhà ông Trương Ngọc Xuân, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng mà vườn quốc này đã đón những vị khách đầu tiên đến tham quan và đặt mua. Bước vào khu vườn cây cảnh rộng hàng ngàn mét vuông của ông Xuân thời điểm này, sẽ thấy không khí Tết đang đến rất gần. Những cây quất được tạo thế hoàn chỉnh với những chùm quả căng mọng đã bắt đầu ẩn vàng, len lỏi là vài nhành hoa trắng thơm ngát và vài lọc non mới nhú. Ông Xuân cho biết đây là những gốc quất cần thăng đắt giá nhất vườn, có giá từ 150 triệu đến 300 triệu đồng, nhưng khách đã đặt gần hết. Quất ghép lên gốc cần thăng cơ điểm sẽ cho ra quả ngay vì cành quất đã được chọn là những cành trưởng thành. Theo ông Xuân, kỹ thuật ghép cây không quá khó, nhưng quan trọng nhất là khâu chăm sóc, cắt tỉa và tạo thế cho cây để làm sao cây đủ dưỡng chất để nuôi cành ghép và không đào thải cành lạ. Thông thường, một cây quất cần thăng phải mất ít nhất 3 năm phát triển ổn định và tạo thế sau khi ghép thành công. Năm nay, vườn của ông Xuân có hàng trăm cây quất cần thăng phục vụ Tết Nguyên Đán, được chia làm 3 loại, dưới 10 triệu đồng, vài chục triệu đồng và vài trăm triệu đồng. Có thể nói là các loại hoa kiểng đầy màu sắc đã giúp cho ngày Tết thêm vui tươi rộn ràng. Người trồng hoa kiểng nhờ đó cũng có thu nhập khá. Do đó mà vụ Tết được xem như là vụ mùa chính trong năm, đúng không ạ? Và ghi nhận tại Phú Yên thì người trồng hoa đang tập trung chăm sóc và kỳ vọng vào vụ hoa Tết Giáp Thìn. Vụ hoa Tết năm nay, ông Trương Lúc ươm trồng hơn 700 chậu cúc đại đoá. Hiện qua đang bắt đầu ra nụ. Thời tiết thuận lợi từ khi xuống giống đến nay, nên ông kỳ vọng hoa nở đẹp đúng dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, ông đang lo lắng vì đến thời điểm này vẫn chưa có thương lái đến đặt mua. Mùa nay mình đây là bán xong gần nửa hơn nữa rồi. Mình đây này chưa thấy thương lái tới luôn. Năm nay hơi chậm hơn mùa năm. Cũng phải lo chứ, làm bao nhiêu cố đổ ở đây mà sao không lo. Cùng chung nỗi lo như ông Trương Lúc, một số hộ trồng quất cảnh phục vụ Tết ở thành phố Tuy Hòa cũng chưa có thương lái đến đặt mua. Giá mỗi chậu quất năm nay dự kiến sẽ giảm hơn năm ngoái khoảng 50.000 đồng. Phương Chính và xã Bình Kiến ở thành phố Tuy Hòa là hai vùng hoa kiểng Tết lớn của tỉnh Phú Yên với tổng diện tích khoảng 55 hectare, chủ yếu là hoa cúc, quất và mai. Đến nay, nhiều chủ vườn chỉ mới nhận cọc bán sỉ được 20-30% lượng hoa trong vườn.
Năm ngoái thì thời điểm hiện tại thì người dân đã bán hầu như là gần hết rồi. Nhưng mà thời điểm hiện tại hiện nay thì khoảng 40% thôi, còn trên 50% thì số lượng còn lại thì bà con chưa có bán được. Nhận định tình hình kinh tế khó khăn nên năm nay phần lớn nông dân trồng qua Tết ở Phú Yên đã chủ động giảm sản lượng và diện tích trồng. Ngoài những loại qua kiển truyền thống thì nhiều nhà vườn tại đây cũng đang đầu tư nhà lồng để thuần hóa các loại qua xứ lạnh và trồng các loại qua vỏ treo để phục vụ thị trường. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay là những nội dung đáng chú ý sau. Camera 24 giờ, nguy cơ từ xe chở hàng cồng kềnh trên đường. Chọn mua qua kiển về trang trí, mang không khí Tết sớm về nhà. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết dương lịch thì lưu lượng phương tiện đông đúc, nên người tham gia giao thông cần phải chú ý để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang, vừa xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe máy khiến cho 2 người bị thương. Cụ thể là vào khoảng 15 giờ 40 phút chiều qua, người dân sống ven đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ ngã tư Đồng Tâm vào vòng xoay cao tốc, đoạn thuộc địa bàn ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, nghe nhiều tiếng va chạm trên đường. Ra kiểm tra thì phát hiện 3 xe máy và 4 người đang nằm trên đường, trong đó có 2 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cứu chữa. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cũng trên lĩnh vực giao thông, tình trạng chở hàng cồng kềnh như những tấm tôn, thanh sắt, thép ở lưu thông trên đường tiềm ẩn nguy hiểm cho những người xung quanh. Thực tế là thời gian qua đã có những trường hợp tai nạn đáng tiếc, thậm chí gây tử vong cho người đi đường vì va phải các phương tiện như thế. Camera 24 giờ sáng nay sẽ đề cập đến thực trạng này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Camera 24 giờ của truyền hình Vĩnh Long. Vừa rồi là những hình ảnh thường thấy trên khắp các con đường lớn nhỏ tại các địa phương trong cả nước. Với ưu thế nhỏ gọn, dễ luồn lách trong phạm vi hẹp, đặc biệt là có thể cơ động, tránh khung giờ cấm xe tải, những chiếc xe ba gác, xích lô hay là xích lô máy tự chế vẫn hoạt động. Tuy nhiên, khi những phương tiện này chở hàng cồng kềnh thì lại tiềm ẩn nguy cơ, tai nạn với người đi đường. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi clip sau. Hình ảnh này ghi nhận vào ngày 26 tháng 3 trên đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hải Phòng cho thấy một người đàn ông lớn tuổi đang điều khiển chiếc xích lô chở gỗ dài 3-4 mét mà không che chắn hay có dấu hiệu gì để cảnh báo nguy hiểm ở ngay đầu. Mật độ xe cộ trên đường lúc này khá đông đúc, dù vậy người điều khiển xe xích lô lại lựa chọn đi ở giữa đường. Nguy cơ xảy ra tai nạn trong tình huống giao thông này là rất cao. Ngay lập tức, một người phụ nữ đi xe máy chỉ trong tích tắc đã va chạm với đầu các tấm gỗ trên xích lô. Rõ ràng, những phương tiện chở hàng cồng kềnh như thế này là hết sức nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, chiếc xe container có gắn camera hành trình đang di chuyển trên đường. Mật độ phương tiện giao thông lúc này khá thưa thớt. Bất ngờ, một xe ba gác tự chế chở tôn cồng kềnh lao ra từ đường nhỏ, ngay trước mũi xe container, suýt chút nữa đã phải trả giá đắt nếu tài xế container không kịp thời đánh lái để né tránh. Trên một tuyến phố đông đúc của thành phố Hà Nội, người đàn ông này điều khiển chiếc xe máy để vận chuyển nhiều tấm tôn lớn. Khi di chuyển đến gần giao lộ, do tầm nhìn bên phải bị che khuất bởi những tấm tôn, nên người đàn ông đi xe máy kiểu tự chế này đã hút vào đầu ô tô đang rẽ phải. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe ô tô bị bung cản trước. Cam
Camera ghi lại tình huống trên địa bàn tỉnh Bình Dương khiến nhiều người xem không khỏi giật mình. Chiếc xe ba gác chở theo một thanh thép khá dài di chuyển đến điểm giao cắt. Đáng chú ý là thanh thép ấy không được gắn thiết bị cảnh báo ở hai đầu. Khi chiếc xe container vượt qua cũng là lúc người điều khiển xe ba gác thực hiện quay đầu xe. Do quá dài thanh thép mà chiếc ba gác đang chở này đã chắn ngang làn đường, buộc các phương tiện xe máy phải đi chậm lại. Duy chỉ có thanh niên mặc áo màu đen này là chọn cách lách về hướng bên trái và người thanh niên ấy đã bị té ngã hết sức nguy hiểm trên đường. Vượt qua những tình huống giao thông mà quý vị vừa theo dõi cho thấy, việc chở hàng công kềnh trên xe thô sơ, xe ba gác tiềm ẩn nguy cơ tai nạn với người tham gia giao thông. Do đó, người vận chuyển hàng hóa cần phải chấp hành quy định không chở hàng công kềnh quá khổ gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Ở thời điểm này, nhiều người đã tìm chọn mua các loại hoa cây cảnh về để trang trí nhà cửa. Chưa nhiều đào quất mai, nhưng mà các nhà vườn cũng đã sẵn sàng nhiều loại hoa cây cảnh để người tiêu dùng lựa chọn, mang không khí Tết sớm về nhà. Và sau đây là ghi nhận tại Lào Cai. Muốn mang không khí Tết sớm về cho gia đình, những ngày này, chị Hậu Lộc ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai đã tranh thủ đến các nhà vườn chọn mua các loại cây cảnh ưng ý về trang trí nhà cửa. Cứ trước Tết thì thường là có không khí hơn, nhưng mà cứ mua trước Tết để chơi sớm đi hơn. Thì chị nhìn thấy màu sắc của hoa đẹp, như chị chọn những giỏ cúc vàng, cúc đỏ, rồi chị chọn một số những cái cây hoa màu đỏ để chị trồng ở nhà. Thời điểm này, chị Nguyễn Thị Lan ở phường Bắc Cường cũng mua một số loại hoa có màu sắc sặc sỡ để trang trí khuôn viên trước nhà. Không chỉ làm đa dạng thêm bộ sưu tập hoa cây cảnh cho gia đình, không khí Tết sẽ càng đầm ấm ý nghĩa hơn khi chị Lan được tận tay chăm sóc cây cho tới khi nở hoa đón Tết. Loại hoa, loại cây quả nào cũng rất là đẹp, cũng rất là thú vị và rất có ý nghĩa trong dịp Tết. Thì năm nay là tôi đã chuẩn bị thêm, tức là trồng thêm một số cái cây thu hải đường ở hành lang, ở cổng cũng như là trong gia đình. Và tiếp theo là tôi đã chuẩn bị thêm một số cái loại là phong lan. Lan rất là đẹp, lan hồ điệp hoặc lan của Sapa để cho cái không khí Tết nó được ấm cúng hơn. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, dịp Tết Nguyên đán năm nay, các chủ vườn đã chuẩn bị đa dạng hơn các loại hoa, cây cảnh, trong đó có những giống mới. Khi mua cây, khách hàng còn được chủ vườn tư vấn để có thể tự chăm sóc cho hoa ra đúng dịp Tết, để không khí mùa xuân thêm ngập tràn. Thưa quý vị và các bạn, để những bức tường cũ không còn gây mất mỹ quan, gần đây thì một nhóm bạn trẻ ở thành phố Cần Thơ đã chung tay vẽ nên những bức tranh đẹp mắt làm thay đổi diện mạo của đường phố. Chúng ta có thể thấy là trong dịp Tết dương lịch như thế này, cũng như là Tết Nguyên đán sắp tới, thì việc diện mạo đường phố được thay đổi sẽ mang đến không gian tươi mới cho người dân, cũng như là tạo được ấn tượng tốt đối với du khách khi đến với đất Tây Đô. Nhờ đôi bàn tay khéo léo của các bạn trẻ tình nguyện của đoàn phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, những bức tường bong tróc trước kia này đã trở nên nhiều màu sắc đẹp mắt. Với chủ đề hình ảnh thanh niên Việt Nam phòng chống rác thải nhựa, những bức tranh sinh động không chỉ làm đẹp tuyến phố mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân. Thì qua hoạt động đoàn phường Xuân Khánh thì muốn cho người dân hiểu được cái vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, cũng như nâng cao được nhận thức của người dân trong quá trình bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị. Thì sau đó thì đoàn phường cũng có các hoạt động như vẽ tranh tại các tuyến đường trên đường 34 của địa bàn phường Xuân Khánh. Vào sáng sớm, các bạn đoàn viên thanh niên đã chuẩn bị những vật dụng như thùng sơn, cọ giẻ và phân chia công việc cụ thể cho nhau. Mỗi bạn một công đoạn từ quét vôi, phát thảo, giẻ hay tô màu. Tỉ mỉ trong từng nét vẽ, chăm chút đến chi tiết nhỏ nhất, nhóm bạn trẻ đã vẽ nên những hình ảnh sinh động, gần gũi với mọi người. Tại em cảm thấy rất là vui vì em đã góp phần của bản thân mình để như là vẽ những bức tranh để có thể tuyên truyền mọi người cũng như là người dân về ý thức bảo vệ môi trường cũng như là làm đẹp cảnh quan đô thị. Những bức tường nhóm màu rêu này đã được tô điểm những sắc màu tươi mới. Những bức tranh tường được vẽ nên không chỉ làm thay đổi cảnh quan mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Và nhân dịp đầu năm mới 2024, Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long kính chúc quý khán giả thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và để xem lại chương trình này thì quý khán giả có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.